là dịp để trở về cội nguồn, là dịp quan trọng đối với mỗi người Việt Nam nói riêng và những nước phương Đông đón Tết âm nói chung. Những người Việt chúng ta sẽ luôn cố gắng hết sức để có một cái Tết sum vầy bên gia đình. Vậy, những người nước ngoài với nền văn hóa khác biệt, họ ở lại Việt Nam cùng đón Tết Nguyên đán với người dân Việt Nam sẽ có những cảm nhận, suy nghĩ gì về Tết Việt Nam? Tôi đã trải qua dịp Tết ở Việt Nam nhiều lần rồi, 5 năm rồi. Dịp Tết Nguyên đán ở Việt Nam có rất nhiều phong tục tập quán rất là lạ đối với tôi, bởi vì nói chung văn hóa châu Á rất là khác biệt đối với văn hóa phương Tây. Nhưng cái nét văn hóa tôi cảm thấy ấn tượng nhất là về món ăn, trong đó có bánh chưng, tôi cảm thấy rất là lạ. Đặc biệt là cách nấu, cách làm bánh chưng để có cái hình vuông như thế thì tôi cảm thấy rất là lạ, nhưng tôi rất thích. 5 năm ở đây tôi cảm thấy người Việt là những người rất là nhiệt tình, rất là tốt bụng, rất là hiểu khác đối với người công dân Việt Nam và đối với người nước ngoài. Điều đó làm cho tôi cảm thấy như đang ở nhà, đang sinh sống cùng với gia đình của mình. Tôi được trải qua dịp Tết Nguyên đán ở Việt Nam được 2 năm rồi. Đối với bản thân mình thì cái văn hóa đặc điểm của Tết Việt Nam sẽ là khi mà đến Tết thì những người Việt Nam sẽ mang hoa đào với lại quả quất, đúng không ạ? Quả quất thì nó cho em không biết sao lại người ta mang lại cái đó thì nhưng mà em thấy là cái đấy thì là hơi đặc biệt. Qua những suy nghĩ, cảm nhận của các bạn trẻ nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, có thể thấy Tết Nguyên đán của người Việt ta mang đậm những phong tục, những nét riêng, những cây đào, cây mai, cây quất hay những chiếc bánh chưng vuông vức sẽ luôn là thứ đọng lại trong suy nghĩ của mỗi người khi nhắc đến ngày Tết. Hơn cả, Tết Nguyên đán ở Việt Nam là ngày Tết sum vầy, Tết đoàn viên,